tử vi tuổi Bình Tuất sinh năm 1946 tháng 7 âm lịch. Chào mừng quý gia chủ đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua những bước ngoặt của cuộc đời với những thăng trầm khác nhau trong tháng 7 âm lịch, tháng mà Diêm Vương cho khai mở quỷ môn quan để vong hồn âm binh quay lại dương gian, thăm lại cố hương và người thân. Ai cũng nghĩ tháng này là tháng đen đủi, nhưng vận trình của người tuổi Bình Tuất lại cực kỳ sáng lạn. Có lẽ họ là một trong những con giáp được thần tài ban lộc, vậy nên họ đã có được may mắn. Quý vị thân mến, theo quy luật ngũ hành, tử vi các hung nạp vận của gia chủ tuổi Bình Tuất sinh năm 1946 trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu sẽ ra như thế nào? Mời quý vị hãy nghe các lời khuyên của chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, tức ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bính Thân, nạp âm sơn hạ hỏa, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cục, xung dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với người tuổi Bình Tuất sinh năm 1946 trong tháng 7 âm lịch, cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 5 tháng 7, tức ngày 12 tháng 8 dương lịch, nạp giáp nhâm thìn, nạp âm trường lưu thủy. Ngày âm lịch 17 tháng 7, tức ngày 24 tháng 8 dương lịch, nạp giáp giáp thìn, nạp âm phúc đăng hỏa. Ngày âm lịch 29 tháng 7, tức ngày mùng 5 tháng 9 dương lịch, nạp giáp bính thìn, nạp âm xa trung thổ. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ, Bính Tuất sinh năm 1946. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 4 tháng 7, từ ngày 11 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Tân Mão, nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch 16 tháng 7, từ ngày 23 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Quý Mão, nạp âm Kim Bạc Kim. Ngày âm lịch 28 tháng 7, từ ngày mùng 4 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Ất Mão, nạp âm Đại Khê Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm nay, gia chủ tuổi Bính Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Ngoài ra, để chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý gia chủ hãy liên hệ lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình. Tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Tháng 7 về sự nghiệp, hầu như mọi người đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm, nên may mắn về sự nghiệp gần như không có. Những người tự làm chủ cũng không còn vất vả với kế hoạch, dự án nhiều. Đến tuổi này, việc bản mệnh cần làm là quan tâm đến sức khỏe, dành thời gian chăm lo cho gia đình của mình. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng là khá lớn, có nhiều chuyện bản mệnh không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt.
Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu và vai. Bính dương hỏa gặp bính dương hỏa nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi bính thân Trong tháng này, những người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ đến gia đạo. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Đặc trưng tính cách người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946. Người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 mệnh ốc thượng thổ, nghĩa là đất nóc nhà. Người tuổi Bính Tuất có tính nguyên tắc, lập trường rất cao, họ sống theo khuôn khổ và những hệ thống quy tắc chặt chẽ. Nhiều khi ta thấy họ bảo thủ, nguyên tắc và cố chấp. Tuy nhiên, vạn nhân vạn tính, vì mỗi người là một tiểu vũ trụ. Tính lập trường, nguyên tắc, khuôn phép, mực thước có thể giúp họ là những người bảo vệ quy tắc, quản lý, duy trì thành quả mà không ai tốt bằng. Tâm lý tuổi Bính Tuất luôn luôn hướng tới việc bảo vệ, che chở những người khác, lấy đó là mục tiêu và là con đường duy nhất trong suốt quá trình hoạt động của mình. Bảo vệ người khác với những hệ thống phép tắc, quy phạm là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời, là khuôn vàng, thước ngọc, hệ quy chiếu chuẩn chỉnh trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và hành xử. Thường ngày hay bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng là những người mộ phạm, đạo đức, ung dung, hiền hậu. Người tuổi Bính Tuất mệnh ốc thượng thổ có phần khô khan trong lối sống, chỉ biết làm tốt nhiệm vụ, lại cứng rắn nên nhiều người không hợp hoặc thấy họ lạnh lùng, cô độc. Trong xã hội, họ là những tấm gương mẫu mực rất đáng noi theo, học tập cả về đạo đức lẫn tác phong. Vì thế, họ thường trở thành những người thầy giỏi, nhà hiền triết hay các nhà quản lý tài ba. Cách làm việc và tác phong của họ cẩn trọng, logic, chặt chẽ, thiên về phòng thủ, giữ gìn, không mạnh về tiến công, nếu duy trì ổn định trật tự thì tốt. Để tiếp tục cải thiện vận may trong cuộc sống, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tổng quan về sức khỏe của mệnh chủ Bính Tuất sinh năm 1946. Tuổi Bính Tuất cuộc đời vào tuổi nhỏ hoàn toàn sung sướng, đường công danh có nhiều triển vọng hoàn toàn tốt đẹp. Trung vận trái lại nhiều lo buồn, nhiều nghĩ ngợi về vật chất cũng như về tinh thần. Hậu vận mới được an nhàn, thật sung sướng. Tháng Bính Thân năm Tân Sửu, tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 về tình hình sức khỏe được cải thiện rất nhiều. Ít ốm đau hay mắc các bệnh do trái gió trở trời. Một số căn bệnh tuổi già đã theo các bác từ lâu, từ năm này sang năm khác, cũng không còn nguy hiểm do hợp thầy thuốc và tinh thần vui vẻ, phấn chấn. Bên cạnh đó, gia chủ cần tích cực tập luyện các bài tập đúng độ tuổi, có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý nên sức khỏe, thể chất được đảm bảo. Cây phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mọi người nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, là vật phẩm của nhà Phật, ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Đồng thời đây cũng là vật phẩm hỗ trợ sức khỏe khi về già rất tốt cho gia chủ Bính Tuất sinh năm 1946. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là những người sinh năm 1946. Tổng quan về tình cảm gia đạo, bước sang tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho tuổi Bính Tuất sinh năm 1946. Những người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời, lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng cuộc sống có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, hai người đã sống với nhau trọn đời, vì vậy bên nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc, bao dung. Trong tháng 7 âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái.
là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến quý gia chủ về vận trình tử vi tuổi Bình Tuất sinh năm 1946. Trong tháng 7 âm lịch, cảm ơn quý gia chủ đã luôn quan tâm, theo dõi. Để biết được hỗ trợ thông tin chi tiết, trạch cát sử dụng cho từng tuổi và những dự định công việc của quý gia chủ, đặc biệt là những người sinh năm 1946. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.